Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An yêu cầu tất cả các trường ở bậc học từ phổ thông trung học trở xuống dừng tổ chức giảng dạy cho các em học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Các trường phải thông báo, quán triệt tới tất cả các bậc phụ huynh học sinh, không đưa trẻ đến trường trong thời gian từ chiều nay cho đến khi có thông báo mới. Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo cũng như các trường phải tổ chức bộ phận trực ban, huy động lực lượng kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật hiện có, nếu thiếu thì kịp thời bổ sung để sẵn sàng ứng phó với bão lũ, sạt lở đất. Dự kiến sẽ có khoảng 700.000 học sinh ở Nghệ An phải nghỉ học vì bão số 10. Trong đó, cấp mầm non khoảng 184.000 cháu, cấp tiểu học khoảng 248.000 học sinh, cấp trung học cơ sở và phổ thông trung học là 261.000 học sinh.